nay mùng 3 Tết thì Dương đi biến tiền viện Trúc Lâm nha quý vị. Đây là bãi giữ xe của tiền viện Trúc Lâm. Để nhìn nhìn vô phía trong. Bữa nay chị Dương đi nguyên cả nhà luôn. Đây là tiền viện Trúc Lâm đây. Bữa nay quá đông vui quý vị. Lên phía trên rồi. Ôi thuyền biển chút em bên này đông quá. Đi ra trước chánh điện coi. Đây là tháp chuông ấy vậy. Thắp chuông chụp hình đó. Đây chánh điện nha quý vị. Thiền viện Trúc Lâm, thành phố Sóc Trăng. Ở ngoài kia là cổng chính nha quý vị. Cái tháp trống, cái tháp chuông. Mấy em nhỏ đứng chụp hình quá trời. Đầu trống, đầu chuông chứ. Ủa bữa nay trời đẹp quá. Chánh điện. Đi nhẹ, nói khẽ. Không được la lớn. Đi vào chánh điện thôi. Gia đình đi đâu hết trơn rồi. Không chụp hình trong chánh điện nha quý vị. Thiền viện Trúc Lâm là không chụp hình trong chánh điện nha. Đây là chánh điện. Đây
cho chụp hình với phim thì đi ra ngoài. Chánh điện thành phố Sóc Trăng không có chụp hình trong chánh điện của Thiền viện Trúc Lâm thành phố Sóc Trăng, không chụp hình trong chánh điện nha quý vị. Đi ra ngoài mình quay ở ngoài thôi, chuyện vô chỉ quay được ở ngoài cho quý vị xem thôi, không có vô được trong chánh điện quay. Là hang Tòa Lộc. Đây 18 vị la hán này. Đây là cổng chính của Thiền viện Trúc Lâm. Bên kia cũng có La Hán nha vậy. Mấy ông La Hán, 18 vị La Hán ngồi xung quanh chánh điện, cái sân chánh điện. Ai bài lại ca mà. Quá tối phui cái màn hình. Quay ngược vậy là sáng. Đây là chánh điện. Thiền viện Trúc Lâm bữa mùng 3 Tết cũng đông mà. Đông người đến viếng về viện Trúc Lâm lắm vậy. Tuy rằng rất là nắng mà cũng có rất nhiều người đến viếng. Đông vui quá. Rồi nhà đi đâu hết trơn luôn á. Không thấy luôn. Đi lên trên đây. Tìm ở nhà á. Đông tiêu hết trơn rồi. Mọi người đi vô đây là mất tiêu chân rồi chạy. Mùng 3 Tết tại Thiền viện Trúc Lâm, thành phố Sóc Trăng nha quý vị. Ở đây nè. Có ba không vậy? À, phía sau này nãy giờ. Vui lòng mỗi dép bên ngoài. Ôi, mát quá.
đây là phía sau ấy, nhà tổ. Đi nhẹ nói khẽ. Thế nãy giờ đi vòng vòng không thấy đâu đó trơn trời. Vô đây luôn à, nãy giờ hả? Té à, đi nha. Xuống. Ủa nãy giờ trong mây mát đứng đây luôn hả? Không mà kia nắng quá à. Đó được chưa? Chuông gió à. Đi ra trước nè. Trong đây đẹp hay đứng chụp đi rồi chú ba ra đây ạ. Nãy giờ đi vòng vòng mới gặp gia đình. Chánh điện không cho chụp hình đâu. Ờ. Bây giờ chụp cho mẹ con. Để Trường Dương quay một vòng Trường Dương chúc năm cho quý vị xem rồi Trường Dương kết thúc video. Ở đây cũng có một vòng vậy thôi quý vị. Chánh điện, nhà tổ, tháp chuông, lầu chuông, lầu trống, rồi cổng tam quan phía sau, rồi thêm cái chánh điện nữa là hết rồi. Trong chánh điện thì rất là đẹp luôn nha quý vị, nhưng mà không cho chụp hình, chỉ tham quan thôi. Rồi chị Dương xin kết thúc video. Ra ngoài này cũng nắng quá rồi. Đây là chánh điện của Thiền Viện Trúc Lâm. Và bây giờ chị Dương xin kết thúc video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.